Khi mà mở ra cái lượng nhiệt nó bay ra ngoài ấy, nó sẽ giảm đi rất là nhiều thay vì chúng ta mở từ trên xuống dưới. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Hôm nay Ngọc Gia Ban giới thiệu với các bạn là một trong những cái chiếc tủ lạnh nổi tiếng nhất của dòng tủ lạnh nội địa Nhật. Đây chính là chiếc Hitachi với cái mã là 74S, mẫu cao cấp nhất hiện tại. Bản này nó có rất là nhiều cái đặc biệt, thì trong cái phần này thì Ngọc Gia Ban sẽ chia sẻ với các bạn. Với phân khúc 70 triệu một chiếc tủ lạnh mới tinh đến từ thương hiệu Hitachi. Hitachi là một trong những thương hiệu đứng đầu của dòng tủ lạnh Nhật. Thì với cái mức giá như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái gì? Thì chia sẻ với các bạn rằng là ở cái bản này thì mình sẽ nhắc tới với các bạn, đó là việc đầu tiên, đây chính là một trong những chiếc tủ lạnh mới tinh mà cao cấp nhất của dòng Hitachi. Hitachi là thương hiệu đứng đầu trong cái dòng tủ lạnh nội địa Nhật, bởi vì Hitachi thì nó bền và cái cơ chế làm mát của nó rất là tinh tế. Và chúng ta sẽ đi chi tiết sâu hơn để Ngọc Japan sẽ nhờ các bạn nhân viên nhà Ngọc Japan sẽ bóc những cái băng dính trong cái phần bóc siêu để các bạn có thể thấy được cái bên trong của chiếc tủ lạnh này, và các bạn sẽ cùng với cả Ngọc Gia Ban đi chi tiết thêm. Thì ở ngoài đây thì nó sẽ là cái hộp, rồi cái hộp mà Ngọc Gia Ban vừa mới bỏ ra, mã là RWXC74S, đây là cái vỏ của nó. Thì khi bóc ra thì mình phải bóc rất là cẩn thận, bởi vì rằng là để mà kiểm tra rõ chi tiết các cái bên trong và giới thiệu cho các bạn thấy được cái bên trong thì mình phải mở nó ra. Đây các bạn thấy, thì cái mặt dòng này nó nổi tiếng đó là cái tủ mặt gương. Lý do tại sao nó lại là mặt gương thì các bạn có thể thấy đây, trên đây tất cả cái mặt này của nó đều có như một chiếc gương và nó có thể phản quang được để chúng ta có thể nhìn thấy. Và đặc biệt thêm nữa là các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong này, đây đây là bên trong của một chiếc tủ 74. Lý do tại sao là mã 74S các bạn nhé, thì thông thường cái dung tích của nó thì nó sẽ đi cùng với cả mã, ví dụ như 64 này hay là mã là 46 này, tức là nó tương đương cả số nít của nó, đây 735 nít đó. Và các khoang của nó sẽ chia ra như thế này, ví dụ khoang trên cùng là 212 nít, khoang đá là khoang đá nhỏ này này đó là nó là 69 nít, và ngăn dưới hai khoang dưới đó là 523 nít, để chúng ta có thể thấy cái độ chia của nó ra. Thì trong cái dòng tủ lạnh Nhật này thì nó có một điểm rất là hay các bạn nhé, nó sẽ ghi rõ cái thông số và cái mức điện năng tiêu thụ ở trên đây, tức là một năm thì nó sẽ tiêu hao bao nhiêu số điện, rồi là kích thước, tất cả các thông số thì nó đều ghi rất là đầy đủ ở trên đây. Và cái dòng Hitachi mặt gương này thì các bạn có thể thấy nó có nổi tiếng nhất mà trong cái dòng giới tủ lạnh, đó chính là cái ngăn hút chân không này này. Đây là cái ngăn hút chân không mà dòng Hitachi nó thiết kế riêng, thì chúng ta có thể để được những cái thức ăn mà ví dụ như là thịt tươi hay là cá mà chúng ta muốn ăn trong vài ngày mà nó vẫn giữ được độ tươi, thay vì chúng ta phải bỏ xuống dưới ngăn đá, bởi vì bỏ xuống dưới ngăn đá thì chúng ta phải giã đông. Thì qua cái quá trình như vậy thì nó sẽ không còn được cái độ tươi, nhưng mà khi mà các bạn bỏ vào trong cái ngăn này thì các bạn sẽ bảo quản được từ 3 đến 5 ngày mà chất lượng miếng thịt nó vẫn giữ được như vậy. Thì đó chính là cái ưu điểm của ngăn hút chân không. Thì về dòng tủ lạnh Nhật thì cái điều đầu tiên mà Ngọc Japan thích nhất đó là nó khác cái tủ ở Việt Nam. Họ không thiết kế là từ trên xuống dưới là một cánh, mà họ sẽ thiết kế ở đây nó là 6 cánh. Các bạn có thể thấy 6 cánh này nó giúp cho chúng ta khi mà chúng ta lấy đồ ấy, chúng ta sẽ thuận tiện hơn. Ví dụ chúng ta lấy đồ bên đây thì chúng ta chỉ việc mở cái bên này ra và chúng ta dễ dàng lấy được cái đồ ở bên này. Thì nó giúp cho chúng ta khi mà mở ra cái lượng nhiệt nó bay ra ngoài ấy, nó sẽ giảm đi rất là nhiều thay vì chúng ta mở từ trên xuống dưới. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể thấy trên đây là cái trên mà cấp cái bảo quản những cái thức ăn chín. Đây nhé, đây là cái nơi bảo quản thức ăn chín. Và ở dưới đây là ngăn đá rơi. Và dưới đây là một cái ngăn gọi là ngăn đông mềm. Và thêm dưới nữa đó là cái ngăn rau. Và dưới nữa là chúng ta sẽ để những cái đồ cấp đông lạnh. Thì tức là trên cái tủ này nó sẽ thiết kế các cái phần nó riêng biệt nhau, để tránh trường hợp là các cái vi khuẩn nó lây chéo sang nhau. Ví dụ thức ăn tươi
cướp đông thì nó chưa được qua sơ chế, thì khi mà chúng ta để cùng với cả ngăn thức ăn chúng ta đã chế biến rồi thì nó sẽ lây chéo vi khuẩn, nó không tốt. Thì đó chính là lý do tại sao người Nhật người ta tinh tế, người ta thiết kế ra nhiều cái ngăn tủ là như vậy. Thêm một điểm nữa đó rất là đặc biệt ở đây, đó chính là cái ngăn đá rơi. Thì các bạn chỉ việc cho nước vào ở trên đây, các bạn chỉ việc cho nước vào trên ngăn trên thì đá nó sẽ rơi xuống đây. Và thêm nữa là các viên đá nó sẽ rất là rời nhau, nó tạo cho chúng ta là khi chúng ta sử dụng ấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta chỉ việc bỏ vào trong cốc. Nhưng cái điều đặc biệt hơn nữa là trong cái phần đá rơi này thì chúng ta để dù để bao nhiêu ngày chăng nữa thì các viên đá nó không dính vào nhau, nó hoàn toàn tạo ra cái sự khác biệt. Bởi vì thông thường nếu chúng ta để bình thường ở các tủ lạnh ở Việt Nam thì các viên đá nó sẽ dính vào nhau, nhưng ở đây thì nó sẽ thiết kế khác hơn, là các viên đá nó sẽ rời ra và nó không liên kết với nhau, để khi chúng ta lấy đá cho vào trong cái cốc chúng ta sử dụng ấy, nó sẽ nhanh và thuận tiện hơn rất là nhiều. Thêm nữa ở cái dòng 74S này với cái phân khúc mà tầm 70 triệu thì các bạn lại có thêm đó là cửa tự mở. Khi mà các bạn cắm điện vào đây, đây là cái tủ mới thì lại mình chưa bóc những cái này ra và chưa cắm điện. Nên là mình sẽ mô tả cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn. Thay vì chúng ta kéo tay ở hai bên này thì chúng ta có thể sử dụng một cái thao tác đơn giản hơn, đó là chúng ta sẽ chạm vào đây thì lập tức cái cánh cửa tủ nó sẽ mở ra, nó sẽ đẩy ra để cho chúng ta dễ dàng sử dụng. Bởi vì khi chúng ta để trong cái đồ này thì cái trọng lượng của nó có thể lên tới khoảng độ tầm gần 200 kg, nó không phải là ít đâu nếu mà chúng ta để đầy lên. Nên là chúng ta chỉ cần chạm vào đây và chúng ta mở ra là được. Ở dưới đây cũng vậy, thì một số cái mã tủ mà nó thấp hơn, nó rẻ hơn thì nó không có chức năng này. Thì nên là khi mà các bạn mua tủ thì các bạn lưu ý về cái mã sản phẩm để làm sao chúng ta sẽ thấy được rằng là cái mã đó là một trong cái mã cao cấp. Và người Nhật người ta rất là tinh tế, các bạn có thể thấy họ để lưu ý rất là kỹ để cho chúng ta có thể tính toán được cũng như là sử dụng làm sao lắp đặt một cách thuận tiện nhất. Thì đây là cái mã 74S, một trong những cái tủ nội địa Nhật mới tinh, dòng mặt gương cao cấp nhất của thị trường nội địa Nhật bây giờ. Thì hiện tại thì cái mức giá tầm 70 triệu này thì đây là một trong những sản phẩm thực sự là Ngọc Japan thấy nó rất là phù hợp. Chúng ta sẽ có một sản phẩm chất lượng đẹp và tinh tế, và quan trọng nhất tủ lạnh đó là gì? Đó là khi các bạn bảo quản ấy, các bạn sẽ thấy được rằng là những cái sản phẩm hay là những cái đồ dùng hay là những thức ăn của bạn bảo quản trong tủ lạnh nội địa Nhật này thì nó sẽ giữ được tươi rất là lâu. Đặc biệt là các bạn sẽ sử dụng cái phần các bạn sẽ thấy dễ nhất, đó là cái rau mùng tơi ấy. Khi các bạn để vào ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái rau mùng tơi nó sẽ để được lâu hơn so với tủ ở Việt Nam rất là nhiều, và cái đồ ăn của chúng ta nó sẽ không bị khô. Bởi vì trên cái dòng tủ lạnh Nhật thì nó sử dụng ga là ga 410, nó khác với cả tủ lạnh ở Việt Nam. Đây các bạn có thể thấy nhé, ga nó là sử dụng là ga đây R600A. Đó thì nó là một trong những cái dòng ga nó đã được tính toán, nó không tạo ra cái khô cho cái đồ ăn của chúng ta. Và trên đây nữa nó là những cái phím cảm ứng. Thì đây là video mà Ngọc Japan giới thiệu với các bạn cái mẫu tủ mà Ngọc Japan hiện đang có tất cả là 10 chiếc. Thì nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 0974945555.